Hello, hello các bạn. Welcome to Lan Trang DC Channel. Hôm nay mình tại trong hội trường tại ở Dallas Expo Center tại Virginia. Hôm nay giáo họ Đức Mẹ La Vang sẽ tổ chức 2 ngày thứ bảy chủ nhật cũng như là hàng năm để đón chào mừng năm mới 2024. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi coi những nhiều gian hàng ẩm thực rất là nhiều đây các bạn ơi, và cũng có nhiều ca sĩ ở Cali về, Nguyễn Hồng Nhung, Lương Tùng Quang, ca sĩ Hương Lan, ca sĩ Mai Thanh Vân, rất là nhiều ca sĩ về đóng góp ngày hôm nay thứ bảy và chủ nhật các bạn. Hãy cùng mình nghe để mình theo dõi và chương trình văn nghệ cũng như là những hàng ẩm thực hôm nay các bạn, hãy cùng theo dõi. Let's go.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi, áo tôi vàng quá, áo bà kia nó còn vàng hơn. Nhà mà đứng dưới đây để giống như là hai chị em sinh đôi thế này. Đừng nhìn em hương chi đã tàn rồi. Thank you.
sấm